Chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kính chào bà con nông dân và các bạn. Thưa bà con và các bạn, hiện nay nhiều trà lúa thu đông của bà con nông dân đang bước vào giai đoạn trổ. Để có thể tiếp tục hỗ trợ về kỹ thuật canh tác cho bà con nông dân, chương trình Chuyện Nhà Nông Sức Mạnh Sinh Học kỳ thứ 12 với chủ đề Sức Mạnh Sinh Học Quản lý Bệnh Hại Giai Đoạn Lúa Trổ, chúng tôi sẽ đề cập cùng bà con về biện pháp chăm sóc cây lúa khỏe, phát triển tốt và giúp cho cây lúa giàu hạt, no tròn bóng mẩy. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành phối hợp thực hiện. Bây giờ xin giới thiệu các vị diễn giả tham gia chương trình ngày hôm nay. Đang có mặt tại trường quay Đài Phát thanh Truyền hình Kiên Giang, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ. Và thạc sĩ Lê Công Bằng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Tân Thành. Thưa bà con và các bạn, mở đầu chương trình Chuyện Nhà Nông hôm nay, mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về ý kiến của bà con nông dân về bệnh hại gây ảnh hưởng cho cây lúa ở giai đoạn trổ. Trong sản xuất nông nghiệp, có 4 yếu tố chính quyết định đến năng suất thu hoạch lúa, đó là số bông trên 1 mét vuông, số hạt trên bông, số hạt chắc trên bông và trọng lượng 1.000 hạt. Trong đó, yếu tố trọng lượng 1.000 hạt phụ thuộc vào bản chất của từng giống lúa. 3 yếu tố còn lại có thể tăng hay giảm do phương pháp canh tác và quá trình chăm sóc ở từng thời kỳ sinh trưởng của cây lúa. Giai đoạn mạ có tác động quan trọng đến số bông trên 1 mét vuông, giai đoạn đồng quyết định số hạt trên bông. Đặc biệt, giai đoạn trổ là thời kỳ quyết định số hạt chắc trên bông, đồng thời cũng là thời điểm quyết định chất lượng hạt gạo. Giai đoạn này, bông lúa rất mẫn cảm với các yếu tố bất lợi của môi trường và dễ bị các loại dịch hại tấn công. Vụ thu đông này thì bà con chúng tôi là rất e ngại cái vụ là thời tiết mưa bão. Thì trong lúc lúa đang trổ thì mưa bão thì cái nỗi lo lớn là nó rất là bị cái lem lép hạt. Cái thứ hai nữa là cái cây lúa mà tới nó ấy rồi nó đổ ngã đồ, nó bà con tôi là rất lo cái đó. Vụ ba này là cái vụ nghịch, thành ra nắng mưa xen kẽ bất thường lắm. Thành ra cái thời tiết là quan trọng, thời tiết quyết định năng suất vậy đó. Mà nhưng tình hình như vậy thì lúa nó chỗ cái phát triển kém thì nó chỗ sau, cái phát triển mạnh nó chỗ trước, thành ra nó không đồng đều vậy đó. Thành ra ngại nhất là cái bệnh là do vi khuẩn vậy đó. Nó làm lem lép hạt rồi bệnh trái bìa lá, thì thành ra nói chung là cái mùa mưa thì rất sợ, rất e ngại. Thời tiết thì mình không có chủ động được. Thành ra có những cái gì hay đó các diễn giả thì cũng phân tích kỹ cho mình nắm thêm để mình làm cho đạt năng suất cao vậy đó. Cần có những lưu ý gì để chăm sóc cây lúa, giúp lúa trổ khỏe, trổ an toàn, sạch bệnh trong điều kiện thời tiết và dịch hại diễn biến phức tạp như hiện nay? Đó là những băn khoăn của bà con nông dân trong quá trình canh tác vụ thu đông. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, với những trăn trở của bà con nông dân qua phóng sự vừa rồi, giáo sư tiến sĩ có thể tư vấn cho bà con những gì trong việc chăm sóc cây lúa ở giai đoạn trổ, nhất là về chế độ dinh dưỡng? Thì qua cái phóng sự tôi thấy bà con mình có hai cái lo trước tiên. Cái lo thứ nhất là do cái yếu tố thời tiết tác động đến cái cây lúa ở cái giai đoạn trổ này. Thì cái thời tiết này giờ chúng ta làm sao mà thay đổi được. Canh tác trong vụ này thì bây giờ là phải chấp nhận cái thời tiết nó như vậy rồi. Ông bà mình nói nhất thì nhì thục, khi mà có sự chọn lựa, nghĩa là chọn cái thời vụ để không bị thời tiết tác động. Nhưng bây giờ mùa mưa này thì vấn đề là gió mạnh rồi mưa nhiều rồi trời âm u, thì cái chuyện đó là nhất định phải có. Thì tôi nghĩ rằng để giải quyết vấn đề này thì chỉ còn có cách là ta cường sức cho cái cây lúa để nó gia tăng cái sức chống chịu lại với cái điều kiện bất lợi về mặt thời tiết. Thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề này chắc thạc sĩ Bằng lát nữa chắc cũng có cái trao đổi với bà con nông dân. Cái thứ lo thứ hai mà bà con mình cũng lo trong cái mùa mưa này đó là vấn đề là dịch hại. Thì Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai tôi nghĩ rằng chắc cũng sẽ trao đổi với bà con. Ở đây thì cô Ngọc hỏi tôi đặc biệt là cái vấn đề dinh dưỡng, nên tôi nói vấn đề về dinh dưỡng. Thì bà con biết mà nói về vấn đề dinh dưỡng mà đợi cho nó trổ rồi mới tính cái chuyện gọi là quản lý về dinh dưỡng thì tôi nghĩ muộn rồi. Vì cái giai đoạn đồng trổ là cái giai đoạn cực kỳ quan trọng. Đây là cái giai đoạn xây dựng cơ bản. Nó xây dựng cái gì? Một là nó xây dựng cái nhà máy để mà tạo ra cái tinh bột gạo để sau này nó đem vô trong chứa trong cái kho. Thì nó vừa xây dựng cái gọi là cái nhà máy này, đồng thời nó cũng là trong cái giai đoạn đồng trổ, nó cũng là giai đoạn mà nó xây dựng cái kho này.
cái kho này lớn, nhà máy này to thì tới nửa năng suất mình mới cao được. Mà để có được cái điều này á, thì cái thời điểm mà bón phân đón đồng rất là quan trọng. Mà bà con biết á, chẳng hạn tôi nói thí dụ như cái cây lúa này đây, bà con bây giờ nói nó bắt đầu nó trổ rồi đây, mà quản lý dinh dưỡng bây giờ là muộn rồi. Bà con thấy là thường á, thì mình nói rằng cái cây lúa như thế này khi nó trổ á, nó phải có được tối thiểu là 4 lá. Ba cái lá này tôi gọi là cái bộ lá đồng á, để nó tạo ra tinh bột đem vô cái hạt gạo, hạt lúa này đây. Còn cái lá bên dưới này á, là nó sẽ tạo ra đường bột để nó đem nuôi cái rễ bên dưới. Vì gì? Nó đã phân công nhiệm vụ rồi mà. Bà con thấy cái cây lúa này không? Cái lá này nó có cái triệu chứng là suy dinh dưỡng, thiếu đạm nên nó bắt đầu nó chết rồi. Mà nếu nó chết rồi á, thì ba cái ông ở trên này đúng ra là ổng phải dành cái sức của ổng để nuôi cái hạt này. Thì lúc đó ông chia lửa một phần cái dinh dưỡng đó, chia một phần cái dinh dưỡng đó để đem nuôi như thế này, thì chắc chắn nó có ảnh hưởng đến cái giàu gạo bên trên. Thì đấy là chúng tôi thấy rằng là bà con mình phải quản lý dinh dưỡng ngay từ cái lúc mà bón phân đón đồng để chuẩn bị cho cái giai đoạn trổ. Mà ở trong đó cái chất dinh dưỡng mà quan trọng nhất là cái chất đạm. Cái chất đạm cực kỳ quan trọng. Bà con được khuyên rằng là phải bón phân làm sao đừng có bón dư. Nhưng tôi sợ cái là bà con như cái trà lúa này, tôi thấy là triệu chứng thiếu đạm là chắc rồi đó. Ở lúc mà quản lý cái bón phân đón đồng này là nó đã là thiếu đạm rồi. Mà thiếu đạm như vậy thì bà con thấy giai đoạn này bà con đem đạm vô bà con liện thì cái lá lúa nó chết như thế này rồi. Bởi vì suy dinh dưỡng là lá nó sẽ chết. Mà nó chết rồi thì chúng ta bổ sung nó vô cũng nó cũng chết rồi, không thể nào mà phát triển được. Cái thứ hai nữa là cái bộ rễ mà lúc trổ ra như thế này á, thì mọi cái nỗ lực của nó là nó lo để mà nuôi cái bông này, nên bây giờ dinh dưỡng hút vô cũng không có thể nào mà đem giúp cho cái lá nó phát triển lại được. Nên tôi vẫn là khuyên bà con mình quản lý cái dinh dưỡng giai đoạn trổ á, là chúng ta phải quản lý ngay từ cái lúc mà tượng đồng, mà trong đó cái chất đạm là cái chất rất là quan trọng. Mình phải bón cho đủ đạm. Nhưng mà bà con cũng thường hay được khuyến cáo là bà con mình nhiều khi là bón quá nặng tay, nên chúng ta cần phải quan sát cái bộ lá để mà bón. Nếu như mà lúc đó mà nó đã có 5 lá mà nó còn xanh tốt như thế này thì chúng ta không nên bón quá nhiều. Mà nếu mà lúc đó mà bà con thấy nó những cái lá già này nó bị giật lá chân như thế này, nó vàng nó như thế này, ở trên có chừng 2-3 lá, thì tôi nghĩ rằng bà con phải bón đạm ở thời điểm bón phân đón đồng đó, nó tăng lên. Lý do là bởi vì lúc mà nó tượng đồng á, thì ở trong bản thân nó cái bộ lá đồng này chưa phát triển, nên chúng ta phải bón đủ đạm để mà cho cái bộ lá đồng này nó đảm bảo làm sao. Như cái cây lúa này đây, tôi thấy rất là đẹp nè bà con, thấy ra trổ rồi thì ba cái lá này vẫn còn xanh, lá này vẫn còn xanh. Thì như vậy là chúng ta phải bón đủ đạm ở cái thời điểm bón phân đón đồng đó. Cái thứ hai nữa là cái chất kali. Thường thường mà trái đọt, trái hai bì lá như thế này là triệu chứng của thiếu kali. Mà thiếu kali á, thì nó cũng sẽ chết nữa. Mà thiếu kali nó còn tệ hại hơn cái thiếu đạm nữa. Bởi vì thiếu kali mà bà con thấy nó triệu chứng xuất hiện rồi á, thì không còn chữa được nữa mà nó chết rồi. Còn thiếu đạm thì nó hơi vàng vàng, chúng ta bón phân vào thì nó còn có thể xanh lại. Với thiếu kali á, nó đã khô như thế này rồi thì bón thêm kali cũng không thể nào mà nó phục hồi được cái lá này. Nên chúng ta cũng phải quan sát cái lá già y như quan sát triệu chứng thiếu đạm vậy đó, để mà chúng ta tăng cường cái chất kali cho cái cây lúa. Thì như vậy thì bà con phải quản lý là ngay từ cái thời điểm bón phân đón đồng để mà chuẩn bị cho cái giai đoạn trổ, để nó đủ cái số lá cũng như là cái số hạt trên bông để có cái năng suất cao về sau. Dạ. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Chúng tôi muốn trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hai. Trong cái vụ lúa thu đông ở giai đoạn trổ thì bệnh hại đã tấn công gây hại trên cây lúa. Như vậy thì phó giáo sư tiến sĩ có thể hướng dẫn cho bà con về biện pháp chăm sóc, biện pháp quản lý tổng hợp đối với các loại dịch hại này như thế nào? Kính thưa bà con và quý khán giả xem đài, thì trong cái thời tiết hiện nay thì bà con cũng đã thấy rồi là cái mưa thì dầm khá nhiều, rồi mưa buổi chiều, mưa đêm, rồi ẩm độ rất cao, nhiệt độ thì nóng nữa, cho nên là đây là những cái điều kiện rất thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát triển, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà lúa đang trổ đây. Thí dụ như cái cây lúa người ta đang xem đây, thì như là phần đầu giáo sư Nguyễn Mẫu Về có nói đó, là khi mà cây lúa bắt đầu mà nó thiếu dinh dưỡng thì nó sẽ có biểu hiện những cái như là chóp lá nó bị vàng nè, nó bị khô chóp nè, rồi cái lá bên dưới thấy cũng bắt đầu có những cái biểu hiện là có những cái chấm đen, những cái đốm đây.
Vậy thì dinh dưỡng rất quan trọng. Thì khi mà cây lúa bắt đầu nó thiếu dinh dưỡng, nó suy thì nó kéo theo cái bệnh tật. Giống như con người vậy mà, nếu mình khỏe mạnh thì cái bệnh tật nó ít. Còn cái người nào mà ốm, ho hen nhiều chắc là bệnh tật nó sẽ nhiều hơn. Do đó thì mình cần phải chăm sóc bảo vệ cây lúa trước tiên là về mặt dinh dưỡng. Và sau đó thì chúng ta biết rồi là bệnh tật. Thì khi mà dinh dưỡng đã tích lũy trong này rồi thì các loại nấm, vi khuẩn hoặc là nhện dế vân vân thì gặp điều kiện thuận lợi thì nó sẽ tấn công. Trong giai đoạn này thì bà con cần lưu ý, thứ nhất là cái bệnh đốm vàng. Đốm vàng thường thì nó xuất hiện ở dưới gốc chứ này, đi lên, nếu bệnh nặng thì có thể lên cả lá và lên cả cái bông nữa. Đó là cái bệnh đầu tiên. Cái bệnh thứ hai là cái bệnh vàng lá chín sớm. Cái này thì thường thường thì nó xuất hiện ở trên cái chớp và nó kéo đi lên phía trên đây. Thường thường thì nó xuất hiện trễ, lúc mà lúa đồng trổ thôi, còn lúc mà lúa non thì không có. Bệnh thứ ba là bệnh thối bẻ lá cờ, tức là lúc mà giai đoạn lúa nhỏ hơn đó, tức là lúc nó đang làm đồng đó, thì lúc đó con nấm nó tấn công đây, ngay chỗ cái bẻ đó, và khi mà cái bông nó trổ ra thì toàn bộ cái bông này nó sẽ bị bệnh. Như vậy thì đó là cũng là một trong những cái bệnh mà rất phổ biến trong cái vụ hè thu. Rồi bệnh cháy lá bình thường, tức là cái bệnh trên lá đây mà con thấy nó nổ lá này. Thì khi bệnh nặng thì nó sẽ lên trên cả cái cổ bông, cổ dế, nhất là cái nó gây gãy cổ bông đây. Hiện nay thì ngoài cái chuyện gãy cổ bông, nó còn gây ra cái bệnh gọi là gãy chỗ ngay cái cổ và cái hạt á, mình gọi là cái cuốn á. Đây là cái trường hợp nó nặng. Ngoài ra thì còn những cái bệnh khác như là bệnh vi khuẩn. Vi khuẩn thì nó sẽ gây cái trái bìa, hai bên bìa, nó làm cho hai bên bìa nó bị vàng đi, ở giữa nó còn xanh. Thì giai đoạn đồng trổ là giai đoạn nặng nhất. Tất cả những cái loại nấm trên thì nó đều tham gia vào cái chuyện làm cho cái bông nó bị lem, bị lép. Thì giai đoạn đồng trổ trở về sau là cái bệnh lên lép hạt là rất là nặng. Thì trong vụ hè thu này, nguyên nhân thì nhiều lý do lắm. Nấm thì rất nhiều loại, 13, 14 loại nấm. Rồi vi khuẩn nó gây cái bệnh lép vàng, tức là cái hạt nó lép đi. Rồi kể cả lúc con nhện dế mà nó trổ đó, nó sẽ bò lên, nó chích thuốc ở trên cái hạt, nó làm cho hạt bị lép đen. Vậy thì trong vụ này rất là nhiều cái tác nhân nó gây thiệt hại trên cái bông lúa. Để quản lý thì bà con mình cần quản lý, thứ nhất là cái nước. Trong cái vụ này thì thường nó dư nước, cho nên mình chủ động có thể mình bơm ra ngoài càng tốt. Bởi vì nước mà càng nhiều, càng để ngâm lâu thì cây lúa nó càng yếu đi, yếu sức, nó dễ bị sập, bị ngã nữa. Như trong phóng sự nông dân cũng có nói đó, là sợ nhất là lúc nó sập nó ngã thì nó đè với nhau, rồi bệnh tật nó sẽ nhiều hơn. Cái thứ hai là phân bón thì mình cũng phải bón cho đủ, đặc biệt là phải tiết kiệm. Nói chung là đây là cái vụ lúa mình phải hạn chế làm bón dư thừa phân bón, vì nó sẽ tốn kém. Để chi mình có cái đầu vô nó vừa phải thôi, thì cái năng suất nó cao thì mình sẽ có cái lợi nhuận nó nhiều hơn. Rồi cái còn lại quan trọng nhất là phải thăm đồng thường xuyên. Đối với bệnh là phải đi xem, quan sát thật kỹ từng cái nhánh, cái dế, cái bông, cái lá, để chi quan sát và xác định chính xác tác nhân là cái gì. Và sau đó thì bà con mình cần thiết mình sử dụng cái thuốc để phòng trị. Thì nên nhớ là sâu nào thì thuốc đó, bệnh nào cũng vậy, là phải đúng chính xác cái chủng loại thuốc đó thì mới hiệu quả cao. Thì đó là một số lưu ý cho bà con trong cái vụ hiện nay. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai. Thưa Thạc sĩ Lê Công Bằng, như vậy về phía công ty Tân Thành thì có những lưu ý gì cho bà con trong việc sử dụng các sản phẩm nông dược để chăm sóc cây lúa khỏe ở giai đoạn trổ? Cảm ơn chị Hồng Ngọc. Thì đối với cây lúa hay tất cả cây nông dược khác, khi sử dụng cũng lưu ý nguyên tắc là bốn đúng: đúng lúc, đúng liều lượng, đúng cách và đúng thuốc. Thì bên cạnh đó thì tôi thường đi và thấy một cái tình trạng hiện nay nó đang khá phổ biến, đó là trong cái giai đoạn đặc biệt là trước chỗ sau chỗ thì bà con thường sử dụng rất nhiều loại thuốc pha trộn để mà phòng ngừa cho tất cả các lượng gây hại trên cái lá và trên cái bông. Và thấy nữa là bà con sử dụng nhiều loại thuốc mà cái dạng là nhiễu dầu OC và thường là tăng liều, thì đó là gây có trở ngại đó lớn đó với bà con đó, đối với cây lúa bà con, đó là làm cho cái lá nó bị vàng đi, cái bông bị cháy, bị cháy là bị ngộ độc thuốc, thì lúc đó nó sẽ dẫn đến tình trạng là giảm năng suất. Gần ngày thứ hai nữa, nãy cho có thầy dạy có trao đổi đó, nói là bây giờ chúng ta không thể né tránh được cái thời tiết nữa rồi, tại vì chúng ta xạ vô này phải chấp nhận, thì lúc đó thì mình phải bổ sung cường lực cây lúa cho lên nó khỏe để nó chống chịu được vượt qua. Thì về phía công ty Tân Thành chúng tôi đều có cái sản phẩm là cái Lacti Mula 1DD. Cái sản phẩm này thì khi mà cây trồng mà được phun vào được, như là khi mà sản phẩm này được hấp thu vào cây trồng thì nó giúp cho cái lúa, đặc biệt giai đoạn trước chỗ này nè, thì nó làm cho cái lúa chỗ thoát ra nhanh, chỗ thoát nhanh và đồng loạt. Thì nhanh đồng loạt đó nó sẽ làm cho cái lợi cho bà con là giảm áp lực theo bệnh. Tại ví dụ cái lúa mà trong thời gian chỗ khoảng từ 5 đến 7 ngày
nhậm lúa khi có lại lên 10 ngày. Còn nếu mình sử dụng lát ti thì rút nhân chỗ xuống còn khoảng chừng 5 ngày, 6 ngày. Thì lúc đó thì 2 ngày đó thì nó sẽ giảm áp lực được cho bạn. Tại bông lúa mà chỗ ra kéo dài thế thì nó sẽ áp lực từ cái bông trước bông sau, nó sẽ làm cho cái bệnh càng nặng hơn. Cái thứ hai nữa là nếu mà giúp cho lúa đỏ rót nhanh đồng loạt vậy đó, nó hạn chế được lép cậy. Hạn chế lép cậy thì làm cho cái lúa chúng ta được chắc hơn và được no hơn, và về sau sẽ góp phần tăng năng suất hơn. Là một ý trao đổi của một con. Cảm ơn những thông tin vừa rồi của thạc sĩ Lê Công Bằng. Một vụ mùa mới lại đến, mang nhiều hy vọng một vụ mùa bội thu luôn là điều mơ ước của người nông dân bao đời nay. Thuốc tăng trưởng sinh học Plastimula là chế phẩm sinh học mới, độc đáo, tăng khả năng kháng bệnh chăn nuôi trên lúa, phù hợp để sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GAP. Plastimula tăng năng suất cây trồng, tiết kiệm phân bón, kích thích lúa chín sớm. Sản phẩm sinh học kích thích tăng trưởng luôn sát cánh cùng bà con. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, thì ngoài cái ý kiến của thạc sĩ Bằng ra thì giáo sư tiến sĩ có ý kiến gì bổ sung thêm hay không ạ? Vì nãy tôi nghe anh Bằng, thạc sĩ Bằng có nói là khi mà xử lý mà cho nó rổ ra gọi là rộ đó thì nó sẽ giảm cái áp lực được sau bệnh, tôi thấy là cũng rất là thú vị rồi. Và cộng thêm nữa là cái việc mà tôi thấy là nó giảm được cái thất thoát lúc thu hoạch đó. Bởi vì thường thì bà con biết một cái hột lúa như thế này á, lúc mà nó tung phấn ra, nghĩa là nó tung phấn ra như thế này, tới khi mà nó bắt đầu và nó chín thì khoảng cỡ chừng 15-16 ngày. Nhưng mà bà con thấy tại sao mình khuyến cáo là 30 ngày mới thu hoạch, là bởi vì trên một cái bông lúa như thế này đó thì những cái hạt ở bên ngoài thì nó sẽ chín trước, hạt bên này chín sau, thì cái chuyện đó dĩ nhiên trong cùng một cái bông rồi. Nhưng mà nó không đồng loạt là bởi vì những cái chồi mà gọi là nhỏ hơn, hoặc là trong những cái chỗ trũng hoặc chỗ gò, thành ra cái sự chênh lệch giữa cái chỗ này với chỗ khác, giữa cái bông lúa này với bông lúa khác, nên nó kéo dài như vậy là khoảng cỡ gần là 2 tuần lễ. Nên mình biết mới khuyến cáo. Nhưng mà bà con biết mà khi mà mình 30 ngày mình gặt á, thì nếu mà mình để mà cho những cái bông mà nó trổ sớm quá mà nó chờ đợi á, thì nó sẽ rụng. Còn nếu mà mình mà thu hoạch sớm, đừng để cho những cái hạt mà ở bên ngoài này rụng á, thì những cái hạt ở bên trong này nó chưa có chín. Nên là nãy thạc sĩ Bằng nói gọi là lép cậy đó, thì tôi cũng đồng tình ở cái chỗ đó. Nếu mà nó rộ ra được thì lúc mà chúng ta thu hoạch những cái hạt chín trước ngoài này là chưa có kịp rụng, và những cái hạt mà ở bên trong này thì nó cũng đã giàu gạo đủ rồi, thì như vậy thì nó giảm được cái thất thoát sau thu hoạch rất là tốt. Nên nếu mà cái giải pháp mà gọi là cho nó trổ rộ, tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái giải pháp mà để giúp cho cái mình đạt được cái năng suất tốt sau này. Dạ, xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa bà con và các bạn, qua thời gian thực hiện chương trình thì đã thu hút được sự quan tâm của quý khán giả gọi đến giao lưu với các vị khách mời. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin trả lời cho anh Phan Văn Định ở Tân Thuận, Vĩnh Thuận, số điện thoại 0123434724. Tôi ở Vĩnh Thuận, Kiên Giang, ruộng canh tác nhờ nước trời, chỉ làm 2 vụ một năm. Thời gian nghỉ của đất khoảng 6-7 tháng, không canh tác cập rập, tăng vụ như dùng nước ngọt. Nhưng sao lượng phân bón vào đất ngày càng tăng, xin hỏi tại sao? Xin mời giáo sư tiến sĩ Vệ có thể tư vấn. Anh Đạt biết là dĩ nhiên là cái giống như chiếc xe vậy, nếu như mà nó chạy khỏe mà chạy nhanh thì nó phải ăn xăng nhiều thôi. Thì tôi nói vậy để thấy rằng cái năng suất canh tác của bà con mình á, càng ngày càng được cải thiện, thâm canh hơn. Nên cái việc mà sử dụng dinh dưỡng của cây lúa nó cũng sẽ nhiều hơn. Bà con nhớ là trước kia đó mình làm một năm chỉ có một vụ lúa mùa, như là ở cái vùng mà của ảnh hưởng bởi nước nổi đó thì làm một vụ lúa mùa nổi. Còn cái vùng mà Vĩnh Thuận của mình ở dưới thì lúa cấy, mà một năm làm có vụ, năng suất khoảng cỡ chừng lúa mùa nổi khoảng 2 tấn. Còn lúa cấy mình khoảng 3 tấn. Thì với cái năng suất như vậy thì cái sự hoàn trả cái dinh dưỡng hàng năm cho cái việc mà chúng ta lấy đi 2-3 tấn lúa đó là đủ. Nên bà con thấy là chúng ta không cần bón phân. Nhưng mà sau đó khi mà bà con chuyển từ lúa mùa qua cái giống lúa ngắn ngày năng suất cao, thì năng suất mỗi một vụ như vậy là lên tới là lúc đầu thì 4 tấn, 5 tấn.
thì bà con thấy lúc đó là 4 tấn 5 tấn thì mình phải tăng cường thêm phân bón rồi, chứ còn không làm như lúa mùa được. Mà sau này bà con thấy là không phải là dừng lại 4 tấn 5 tấn mà lên là 6 tấn 7 tấn 8 tấn thì cái thứ nhất mà chúng tôi thấy đó là do cái năng suất của lúa được cải thiện rất dữ, nên cái việc mà cung cấp thêm dinh dưỡng là cái chuyện tất yếu rồi. Cái thứ hai là bây giờ chúng tôi thấy là cái kỹ thuật làm đất, ngày trước người ta làm đất cày rất là sâu, nên cái rễ lúa như thế này nó có một cái điều kiện để mà nó ăn sâu, nó lấy được cái dinh dưỡng ở trong đất nữa. Nhưng bây giờ thì lại là bà con mình làm đất nhiều khi chỉ làm cạn ở bên trên thôi, nên cái bộ rễ lúa không có cái điều kiện để mà nó ăn sâu vào trong đất để mà nó lấy thêm cái dinh dưỡng. Thì như vậy nếu không lấy dinh dưỡng của đất thì bây giờ năng suất tăng thì bà con mình phải tăng cường phân bón, thì cái chuyện đó là quá rõ rồi. Rồi có thể là một cái thứ ba nữa đó là cái vấn đề nhiều khi bà con